khán giả khắp nơi, nhưng đây mới là người fan đặc biệt nhất của Trấn Thành, Lê Giang. Chính cách ứng xử gần gũi và đầy thân thiện của Lê Giang và Trấn Thành đã làm cho công chúng càng yêu mến họ hơn nữa. Mới đây, trên kênh riêng của nam MC Trấn Thành, đăng tải một đoạn clip mang tên Người fan kỳ lạ nhất của Trấn Thành và Lê Giang. Theo đó, đoạn clip này đã quay lại khoảnh khắc hai nghệ sĩ đang cùng trò chuyện với fan tại một ngôi nhà khá bình dân. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý hơn hết chính là một khán giả xuất hiện trong đoạn phim và là người hâm mộ Trấn Thành, Lê Giang. Ông xã Harry Won gọi fan với cái tên đầy ngọt ngào là Bé Đẹp. Được biết, Bé Đẹp có tên thật là Dung Thanh Nguyệt, 35 tuổi. Không được may mắn như bao người khác, fan đặc biệt của Trấn Thành mắc bệnh quái ác và đầu óc tiếp thu chậm, mà khiến số phận của họ dù lớn tuổi bao nhiêu thì suy nghĩ vẫn như một đứa trẻ. Và hơn hết, cách ứng xử của hai nghệ sĩ khi gặp người hâm mộ này lại khiến công chúng thêm yêu mến và ngưỡng mộ. Không tỏ ra xa lạ né tránh, cả Lê Giang và Trấn Thành đều rất thích thú khi được trò chuyện với Bé Đẹp. Vì không thể nói rõ tiếng như mọi người nên chỉ cần nghe được phát âm đúng tên hai nghệ sĩ thì họ đều vui mừng ra mặt. Khi nghe fan kể mình có xem phim xem hài thì Lê Giang và Trấn Thành lại khoái chí hơn nữa. Bởi lẽ niềm động lực của nghệ sĩ chính là sản phẩm của mình được đem đến cho nhiều đối tượng khác nhau trên khắp cả nước. Đồng thời cả hai liên tục ôm lấy Bé Đẹp và nhắn nhủ phải ăn uống giữ gìn sức khỏe. Chính hình ảnh này của họ sẽ là một đáp án chuẩn nhất cho câu hỏi vì sao Trấn Thành, Lê Giang được mọi người yêu mến và từng xuất hiện luôn dày đặc trên sóng truyền hình.